Má ơi, hay má vô trong nghỉ đi, sức khỏe của má chưa được tốt, ngồi đây trời gió lắm á. Không được, má phải ngồi đây á, má đón thông gia. Và ngày hôm nay á là ngày đầu tiên gặp họ. Má không muốn họ nhìn thấy má như cái vẻ đau yếu bệnh tật. Người ta sẽ đánh giá má là gánh nặng cho tụi con. Cho nên để má ngồi đây là được rồi. Con có biết không, hôm nay á chính là cái ngày vui nhất của má nè. Má gả con gái mà giống như là gán đi được cục nợ vậy á. Là cục nợ chứ gì nữa, nhưng mà cũng là cục cưng của má. Má ơi, má đây nè. Má, má đây nè. Kính chào bác. Ừ, chào con. Đây má vợ, đây là má của con, là má vợ. Bà có phải là bà Trúc đúng không? Còn bà có phải là bà là Hải đây? Bà Hải, tôi nè. Bà, bà Trúc, bà. Má ơi, bà. Má ơi, bà bị làm sao vậy má? Má. Má. Má có sao không? Má làm con lo quá à. Bà có sao không bà Trúc? Nè, con nhéo má thử coi, con bà có nằm mơ không? Bà không có nằm mơ đâu. Là tôi nè. Má, mấy người đi hết đi. Đi hết đi. Ủa, má. Má cái gì nữa? Hả? Nói chung là không có má con gì hết, không có cưới không gả gì hết. Đi hết đi. Ủa, sao má lại? Bà Trúc à, bộ tôi làm cái gì cho bà không vui hả? Hay là thằng Sĩ nó làm cái gì phật lòng bà? Thiệt tình là tôi gặp bà tôi mừng lắm, mà hình như là bà không vui khi gặp tôi hả? Nói chung là tôi không thích, tôi không vừa ý ai hết á. Ủa bác ơi, con xin lỗi. Chắc do sức khỏe của má con không tốt nên mới như vậy. Không sao đâu, bác là bạn thân của má con mà. Thôi hai đứa đi ra ngoài đi, để bác nói chuyện với má con cho tiện ha. Đi em. Bà Trúc à, nói chung là tôi không muốn gặp, tôi không muốn nói chuyện gì với bà hết. Bà đi về đi. Bà Trúc, tôi với bà có hiểu lầm gì á thì bà nói hết ra cho tôi biết đi, chứ thiệt tình là tôi không hiểu gì hết á. Không có hiểu lầm gì hết, tôi ghét bà thật sự đó. Chúc chờ anh sáng giờ luôn á. Bà có chuyện gì không? Là Chúc thích anh. Tôi xin lỗi Chúc nha, tôi có người thương rồi. Anh thương ai? Tôi thương cô Hải. Trời ơi, giờ hai đứa còn định đưa nhau lên Sài Gòn trốn nữa. Chuyện động trời thiệt rồi. Cả cái làng này đồn á, mày có gian tình là không có sai chút nào luôn đó Hải. Mày có chồng có con rồi mà tối ngày hú hí vô thức, giờ định đưa nhau lên Sài Gòn sống chung luôn hả? Cô Trúc, mày mới nói gì? Bộ tao nói không đúng hay sao mà mày nhìn tao? Mày biết cái gì mà nói? Mày dám đánh tao hả? Cô, giờ sao? Giờ anh định minh nó đánh tôi hay gì? Tôi không có đánh cô, nhưng cô đụng tới Hải tôi sẽ đánh cô đó. Hai người đúng rồi. Mình đi em. Đúng là cái đồ, đúng là cái đồ gian ngu gian phụ. Tôi không có đi yên cho hai người đâu. Nói chung là những người á tôi thích mà dành hết của tôi, đến cuối cùng tôi phải đi lấy một người mà tôi không thương yêu gì hết á. Rồi bà lấy ai? Thì thằng cha mổ heo trong làng chứ còn ai nữa. Ông đeo tôi dữ quá, ông năn nỉ tôi, rồi tôi cũng sợ người ta nói tôi là ế chồng, cho nên tôi mới lấy ông. Rồi bây giờ bà bệnh như vậy, ông đâu, sao không vô chăm bà? Còn hỏi nữa hả? Ông chết mất tiêu rồi. Hỏi cái câu giống như là dao đâm vô tim tôi vậy. Trời đất ơi, bà Trúc ơi, tôi thiệt tình là tôi không cố ý.
tôi xin lỗi. Bao nhiêu năm qua tôi không gặp lại bà, tôi đâu có nghĩ là bà lâm vào hoàn cảnh đáng thương như vậy đâu. Mà thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng đâu có lỗi gì với bà đâu. Bà đừng có ghét tôi nữa mà. Cái tánh tôi là như vậy đó, tôi ích kỷ, tôi nhỏ mọn, tôi ghét ai tôi ghét đến chết luôn. Mấy người còn đang giả lả, đừng có tử tế với tôi nữa. Tôi không có gả con gái tôi cho con mấy người đâu. Má vợ, má vợ nói là không gả Quỳnh cho con hả má vợ? Tôi nói là nói thật như vậy đó. Ủa sao kỳ vậy? Có trách là trách mẹ của cậu đi, ăn ở không đàng hoàng. Đời cha ăn mặn thì đời con khác nước. Má, có gì từ từ nói nha má. Không có từ từ gì hết trơn. Má mệt mỏi lắm rồi, mấy người đi về đi, tôi không muốn nhìn mặt mấy người nữa. Ủa là sao má? Thôi mình về đi con. Thưa bác, anh về trước nha. Má, má con là vậy đó, mà đổi ý rồi, mà cấm con tuyệt đối không được lấy thằng Sĩ nữa. Má, bây giờ má của Quỳnh vậy, giờ mình tính sao giờ má? Còn tính sao nữa? Thì con thấy má của Quỳnh cư xử với hai má con mình sao rồi đó. Trời ơi, tại sao mọi chuyện ra nông nổi vậy không biết nữa. Mà má với lại má của Quỳnh á, có ăn quán gì từ trước vậy? Thì cũng không có gì hết. Ngày xưa má với bà ấy là bạn thân với nhau, nhưng mà má thì má đối xử rất tốt với bà ấy, nhưng mà má cũng không hiểu sao bà ấy lại ghét, rồi nuôi thù hận má bao nhiêu năm nay. Má cũng đang buồn và sốc về chuyện này đây. Tất cả là tại má đó. Con với Quỳnh mà không tới được với nhau á là tại má đó. Sĩ à, con không có được trách má vô lý như vậy. Má đối với lại má của con Quỳnh á, từ trước tới giờ má chưa bao giờ làm sai cái gì mà hổ thẹn lương tâm của má hết. Nếu như má không muốn nói là má còn rất tốt với bà nữa kìa. Má không làm gì sai, hay là má làm mà má không thừa nhận má sai. Giống như cái chuyện mà má chăm sóc thái quá cái thằng Duy Long đó. Má coi lại đi, có ai chăm sóc bạn trai của con mình còn hơn có con ruột nữa. Má làm như vậy á, má có thấy là má làm tổn thương ba không? Giống như trong cái chuyện này nè, má nói má không có sai, nhưng mà con nè, con là cái người gánh lấy hậu quả nè. Sĩ, con không được nói như vậy. Con không được đem chuyện Long vào đây, không có liên quan gì hết. Con không hiểu mọi chuyện thì con đừng có nói. Con không hiểu hết mọi chuyện gì vậy má? Mà thôi đi, con không cần biết gì hết trơn á. Con mà không lấy được Quỳnh á, con sẽ không lấy ai hết á. Cả cuộc đời này con sẽ ở như vậy cho má coi. Má coi á, má làm được gì má làm đi. Sĩ à, con không được. Sĩ, bà Trúc, bà tới đây làm cái gì? Bà tới bà định năn nỉ tôi đó hả? Tôi nói một lời nghe, không gả là không gả. Bà về bà nói với thằng con trai bà đi, bỏ cái định tới lui với con gái tôi đi. Bà nghĩ đi, tôi ghét bà tới như vậy thì làm sao tôi gả con gái tôi về làm dâu nhà bà chứ. Bà Trúc, hôm nay tôi nghe nói bà xuất viện, tôi đến đây chỉ muốn đón bà về, rồi sẵn thắp cho anh nhà nén nhang thôi mà. Thôi khỏi đi, bà đừng có làm như vậy. Mà thiệt, đúng là ông trời không có mắt mà. Con người như bà sống sai lắm, sống trật lất hà. Mà sao bà có diễm phúc quá vậy? Gia đình là giàu có, con cái là đề quề. Bà Trúc, bà nghe tôi nói nè. Bà đừng có nhìn bề ngoài, và rồi bà tưởng là tôi sống yên ổn. Đúng là tôi sống trong nhung lụa thiệt, nhưng mà không một ngày nào tôi cảm thấy bình an trong tâm hồn của tôi hết.
Năm đó anh Thành chết, tôi nhục nhã tủi hổ bỏ xứ mà đi. Rồi con cái cũng thất lạc. Kể từ sau ngày hôm đó, dù là cuộc sống mới của tôi giàu có và sung túc, nhưng không một giây nào mà tôi sống yên ổn hết. Ai mà biết lời bà nói thiệt lòng hay là giả tạo. Tôi mà như bà, tôi sống sung sướng thấy mồ luôn, việc gì mà phải buồn khổ chứ. Bà không tin thì bà đi hỏi thằng Sĩ đi. Không một ngày nào là tôi không lên gian thờ để tôi tụng kinh niệm Phật. Nếu mà tôi sống vui vẻ thì tôi đã sống khác rồi. Bà Trúc, có chuyện này tôi muốn tâm sự với bà. Bà nhớ lại đi, ngày xưa tôi với bà thân lắm mà. Mà tôi cũng không hiểu sao ngày trước, sao mà lúc nào bà cũng ghét tôi. Nhưng mà tôi thì ngược lại, lúc nào tôi cũng mong nhớ, trông ngóng, nhớ thương bà. Bà có biết tôi nhớ bà, nhiều lúc tôi nghĩ, đến lúc mà tôi nằm xuống, tôi không biết là tôi có gặp lại bà hay không, hay là tôi phải đau buồn, tủi thân khi chưa gặp lại bà. Rồi tự nhiên bây giờ ông trời cũng cho tôi gặp lại bà. Tôi không nghĩ là bà đối xử với tôi như vậy. Tôi đau lòng lắm. Bà thương tôi tới vậy luôn hả? Bà Trúc, người ta nói là trẻ cậy cha, già cậy con. Bây giờ tuổi tôi với bà cũng đã già rồi. Niềm vui của tụi mình cũng chỉ nhờ vào mấy đứa con, đứa cháu thôi. Rồi đẩy được sao duyên trời á, cho thằng Sĩ với con Quỳnh nó yêu nhau. Chắc là ông trời muốn tôi gặp lại bà. Bà thấy có phải là duyên không? Tôi thấy là quan gia thì đúng hơn. Bà Trúc à, bà phải nghe tôi nói. Dây duyên thì mình nên buộc, còn dây quan thì mình nên nới đi. Ngày xưa tôi với bà thân nhau, bây giờ mình phải bỏ qua hết. Đừng vì một cái hiểu lầm nhỏ mà mình lại sống xa nhau tới suốt đời, rồi ảnh hưởng tới chuyện của thằng Sĩ với con Quỳnh, hạnh phúc của tụi nó. Thì mình phải cố gắng, cố gắng vì tụi nó. Em về nha. Ờ. Ờ. Anh về nha. Bye. Anh đi cẩn thận nha. Anh biết rồi. Hân à, anh thương em thật lòng mà. Anh Di Long, em cũng thương anh thật lòng mà. Em tin anh. Con không được gặp thằng Long nữa. Nó là anh trai của con đó.
còn con, con đi về đi, con không được làm vậy. Mày muốn cô bé là mày định loạn luôn với nó hả? Mày là thằng khốn nạn mà, mày là thằng khốn nạn, mày là thằng khốn nạn. Thứ nghiệt chủng như mày nên chết đi cho rồi, chết theo thằng cha mày đi, chết theo thằng cha mày đi. Duy Long, đừng, anh đừng bỏ em, anh đừng đi nha Duy Long, đừng bỏ em nha Duy Long, em xin anh đó Duy Long. Không, 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 không. Duy Long, anh Duy Long. Tụi con không thể nào quen nhau được, vì tụi con là anh em. Không, không, Duy Long, Duy Long. Không, không, không. Mình phải nhanh chóng kết thúc chuyện tình trai trái này càng sớm càng tốt mới được. Anh hai, anh hai ơi, anh hai, có ai ở nhà không? Anh hai, thím lại mang cái gì qua đây nữa vậy? Em có chút quà quê muốn đem qua đây cho hai bác cháu đó mà. Cũng không có nhiều gì, còn mấy cái áo với quần cũng đẹp lắm. Nhiều như vậy á mà thím nói là không có bao nhiêu. Thím mang về đi, hai bác cháu tôi không có nhận nữa đâu. Nhà chúng tôi tuy có nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà trong nhà vẫn không có thiếu thốn thứ gì. Và tôi cũng không bao giờ để cho thằng Chẩm nó phải khốn khó ngày nào cả. Anh hai à, anh hai nói vậy là hiểu lầm ý em rồi. Em không hề có ý là anh hai không biết chăm sóc cho thằng Chẩm tốt. Cũng tại lâu quá rồi em mới gặp lại con em với lại anh hai, em mừng thiệt. Thiệt sự là có cái gì tốt là em mang qua đây chia sẻ cho hai bác cháu thôi, chứ em tôi không... hiểu ý của thím. Nhưng mà khổ nổi, thằng Chẩm tính của nó tự ái dữ lắm. Giống như bữa trước thím đem cháo qua, phải đợi tới khuya nó mới chịu ăn. Ủa, vậy là nó chịu ăn cháo của em đem qua rồi hả anh hai? Em mừng quá. Má, em con biết ngay mà. Sáng xuống nhà không thấy má là con biết má qua đây ngay mà. Sĩ, con ăn nói cái kiểu gì vậy? Má vừa mới lo công chuyện cho con xong đó. Má lo công chuyện cho con, má mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, để con còn hỏi chuyện nữa. Đằng này vừa lo công chuyện xong, má chạy qua nhà thằng Long gặp ông này liền. Má coi trọng người ngoài hơn là người trong gia đình. Sĩ, con nói cái gì? Con phải suy nghĩ trước nghe chưa? Má vừa mới lo công chuyện cho con xong, má không thương con thì thương ai hả? Vì má qua đây, má có hỏi ba chưa? Ba với má từ trước tới giờ chuyện ai nấy làm, không ai cần phải xin phép ai hết. Ba tôn trọng má như vậy mà má đi qua đây như vậy, má có tôn trọng ba hay không? Má có cảm thấy là ai nấy lương tâm của má không? Má, có bao giờ má suy nghĩ là má hỏi ý kiến của ba, xem má làm như vậy á, ba cảm giác như thế nào? Trong khi bao nhiêu năm qua má luôn ở bên cạnh ba, bây giờ má lại làm như vậy. Nếu là con á, con cũng không chịu được đâu. Thôi được rồi sĩ, con không cần phải nói gì nữa hết. Hai người rời khỏi đây đi. Vậy làm ơn từ nay về sau đừng bao giờ tới đây làm phiền cuộc sống bắt cháu tôi nữa. Sĩ, đừng có nghe sĩ nói linh tinh gì hết. Thiệt sự ra là dì và bác Lâm rất vui mừng khi gặp lại con. Hai người về giùm tôi đi. Má nghe chưa? Lòng tự trọng của má nằm ở đâu vậy? Để cho một cái thằng nhóc bằng tuổi con của mình xua đuổi mình như vậy. Nè, tao nói mày nghe nha Long, mày đừng có nghĩ mày cao giá rồi em Quỳnh như lại má của tao á cần mày. Thực ra mày chẳng là cái thá gì đâu. Sĩ, con không được ăn nói hồ đồ như vậy. Má à, má không biết nó quá đáng với con đâu. Nó biết con với Quỳnh sắp cưới nhau mà nó còn hẹn hò riêng với Quỳnh để cố gắng níu kéo nữa. Mày á, mày làm như vậy á, mày chẳng là cái gì đâu. Cho dù đúng là như vậy thì có gì là sai? Tụi nó đang hạnh phúc với nhau, chính cậu mới là người xen vô phá đó. Im đi, ông không được quyền lên tiếng ở đây đâu nha. Sĩ, con không được hộn với bác hai như vậy. Đi về. Thôi, bà làm ơn đưa về giùm tôi đi. Phiền phức. Mày nói phiền phức. Cậu sĩ, Ông muốn gì vậy? Bây giờ cậu tính qua đây kiếm chuyện đúng không? Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, mấy người đừng có lãng vãng gần má của tôi, nếu không thì đừng có trách tôi. Là do má cậu tự ý qua đây, không có ai mời qua hết. Nếu mấy người không dụ dỗ má của tôi á thì má của tôi đâu có như vậy. Đừng quan nói hàm hồ.
Má của cậu lớn rồi, ai dụ dỗ được? Đâu phải con nít như cậu. Cái gì? Mày nói ai con nít hả mày? Mày nói con nít. Sĩ à. Mày nói con nít. Sĩ à. Giết mày. Tao giết mày. Sĩ à. Sĩ. Tao giết mày. Mày giết mày. Má xin con. Đâu đi à. Sĩ à. Giết mày. Má xin con. Má xin con. Xin cậu Sĩ. Sĩ à. Thằng Long đó là con ruột của má cậu đó. Cậu nói nhiều nha. Hai đứa là anh em cùng mẹ khác cha. Ông bị điên không vậy? Ông sợ tôi giết nó chứ gì? Ông chơi cái chiêu này ông hèn lắm. Tao giết mày. Sĩ à. Cậu không tin thì cậu hỏi má cậu đi. Má xin con. Má hai con nói không sai. Thật Long là con trai ruột của má với người chồng trước. Người đó cũng mất rồi. Con không tin. Làm sao có chuyện đó được? Thần Long không thể nào là con trai của má được. Con không tin. Nhưng đó lại là sự thật. Má xin lỗi con. Vậy còn ba? Ba có biết chuyện này không? Ba con cũng ủng hộ má chuyện nhận lại Thần Long. Tại sao vậy? Tại sao ai cũng giấu con hết vậy? Không thể nào. Con không thể nào chấp nhận thằng này là anh của con được. Vì nó với con là kẻ thù cũng nói trời chung quá. Sĩ, hai tụi con là anh em. Con phải dẹp bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu của con đi. Má biết là con không đón nhận, nhưng mà thôi, hai má con sẽ về nhà nói chuyện sau nha con. Má ơi là má. Đúng giờ quá ha. Có chuyện gì em nói lẹ đi. Tao đã nhận mày làm anh chưa? Mà mày đổi cách xưng hô của tao nhanh quá ha. Mày không xứng đáng làm anh của tao. Được rồi, vậy cậu nói đi. Cậu muốn gì ở tôi? Mày cần bao nhiêu tiền? Mày ra giá đi. Miễn sao mày đừng làm phiền má của tao. Nè, tao có đem tiền nè. Tôi không vì tiền. Không vì tiền? Mày chết hay gì? Mày cứ ra giá, tao sẽ nói với bà của tao. Miễn sao mày đừng làm phiền gia đình của tao là được. Tao không biết mày có thật là đứa con thất lạc của má tao hay không. Hay là mày thấy nhà tao sang rồi mày nhận bừa. À, có khi nào mày nghĩ làm rể không có quyền lợi bằng làm con ruột? Tao có nghe sơ về chuyện của mày qua tiểu thuyết và nghe má của Quỳnh kể lại. Thì ra mày cũng là phường trộm cướp, thân phận thấp hèn mà đòi làm anh em với tao hả? Đúng rồi, tôi không có ý định nhận lên người má này. Nếu như cậu muốn, cứ giữ lấy làm của riêng đi. Ý mày nói tao không bằng mày đó hả? Tao nói cho mày biết, dù má có thương mày cũng không thương bằng tao và Hân đâu. Nếu có lựa chọn thì chắc chắn má sẽ không bao giờ chọn mày. Rồi mày sẽ hối hận vì từ chối lời đề nghị này của tao. Sau đây mày sẽ không có một xu.
Cú đánh này là tao đánh thai cho em gái của tao. Mày khôn hồn, nhanh chóng chấm dứt với nó. Long, bà đến đây để làm gì? Thằng Sĩ nó có qua đây nó làm phiền con không vậy? Nếu mà có, con cứ nói với má, má về má sẽ rầy nó liền. Có, cậu ta hay tới làm phiền tôi. Và còn nói tôi á, là đứa con rơi không được thừa nhận. Bà nghĩ sao? Trời đất ơi, cái thằng nhỏ này nó nói chuyện mà nó không có suy nghĩ gì hết. Long à, con đừng có nghe nó. Không hề có chuyện đó đâu. Trong thâm tâm của má, má lúc nào cũng muốn nhận lại con hết. Chỉ cần con mở lòng với má, má sẽ bù đắp hết tất cả những tổn thương mà con đã phải chịu. Má hứa. Nếu như bà nói xong, bà có thể về. Má Lòng à, con cho má ở đây một chút xíu nữa nha. Long, ngồi xuống ăn cơm đi con. Ăn cá nè anh hai. Cảm ơn Thím. Cá nè con. Ăn đi con, cá ngon lắm đó. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Đầy đủ hết tất cả mọi người trong nhà. Chỉ thiếu có mỗi... Bác hai tôi từ xưa là vậy đó. Cứ thích ôn lại kỷ niệm xưa. Bà cứ ăn tự nhiên đi. Vậy con ăn đi con. Má nhớ là hồi xưa con thích ăn canh chua cá lắm đúng không? Ăn nhiều vô nha. Ăn thêm cá nữa con. Ăn cơm ngon quá ha. Má, nhà mình bù hết cơm rồi hả? Qua đây ăn ké nhà người ta vậy? Sĩ, sao con cứ qua bên đây làm phiền anh Long hoài vậy con? Má đã dặn con làm sao? Con đã nói rồi, con không bao giờ chấp nhận nó là ảnh của con đâu. Kìa, má nhìn đi, cái mặt của nó cà kênh, thấy mặt ghét à. Mặt của tôi từ trước giờ là vậy, không cần phải nhìn thái độ của ai để mà sống. Đó, má nghe chưa? Má nghe cái thằng con rơi của má nói chưa? Nói chuyện mất dạy dễ sợ à. Sĩ, con không được nói anh Long như vậy. Anh Long của con không phải con rơi. Nó là con rơi. Sao con... Bác hai, bác muốn con với bà ta đoàn tụ để gia đình hạnh phúc, không bao giờ được đâu. Hai người ra khỏi nhà tôi. Chắc tao cần cái nhà mày quá. Long à, Long. Chấm. Má, đi về với con. Con đi về liền cho má. Má đi về với con đi. Con mà không đi, má từ mặt con. Ai chọc giận anh đúng không? Tự dưng cái hầm mà. Còn ai trong khoai đất này nữa? Là thằng nhà Văn Dư Long đó. Ê, anh lại kiếm chuyện với anh nữa hả? Hay là anh đánh ảnh đó? Em nói nha, anh mà đánh ảnh một lần nữa là em giận anh luôn á. Dù gì á hả, cũng sắp thành em rể của anh rồi. Là người một nhà đó anh hai. Ừ, người một nhà. Nhưng mà không phải là em rể đâu, mà là anh trai đó. Gì vậy? Nay anh bị cái gì vậy? Nói gì không hiểu gì hết trơn. Không hiểu đúng không? Nghe lùng bùng lỗ tai rồi chứ gì? Nhức đầu chóng mặt rồi đúng không? Anh ồn ào quá. Mày nghe tôi nói nè.
Nghe tao nói nè, nghe cho kỹ nghe chưa? Nó là anh trai của mày, là con riêng của má đó. Anh làm gì vậy? Anh làm gì hung dữ dữ vậy? Cho dù anh có ghét người ta như thế nào á, thì anh cũng đâu thể nào bịa ra một cái chuyện vô lý đến như vậy. Mày không tin đúng không? Mày không tin, mày qua gặp má đi, mày hỏi thẳng má mày biết liền à. Đi, má giờ đồn đang đứng ở đó, qua bệnh, ba mặt một lời luôn, đi. Nè, anh buông em ra coi, anh làm gì vậy? Anh lừa em đúng không? Em không có tin anh đâu, anh nói xạo. Anh Duy Long, anh không bao giờ lừa dối em hết đó. Nhất là cái chuyện tương lai của em với anh thì là đặc biệt không. Dù gì á, anh cũng ra mắt nhà mình rồi, không thể nào có cái chuyện như vậy xảy ra. Thằng ơi, sao mày ngây thơ quá vậy Hân? Tao nói rồi, đó là sự thật, đó là sự thật. Hai đứa làm gì ồn ào dữ vậy? Ba, ba, anh Hai anh nói với con, anh Long anh là anh trai của con, là con riêng của má. Chuyện này là sao vậy ba? Bà Sĩ, ai nói với con vậy? Thì cái ông ở chung với nhà của thằng Duy Long đó, cái người mà nó kêu là bác Hai đó, cái người mà má hay đem cơm qua cho ông ăn á. Không, anh nói dối em, anh nói xạo, em không tin. Anh gạt em đúng không? Bà nói cho con nghe đi, là anh ghét anh Duy Long nên anh bị ra câu chuyện này đúng không ba? Tất cả là anh bị ra đúng không ba? Nó không có thật đúng không ba? Hân à, con bình tĩnh lại đi, để ba với anh Hai con điều tra thêm. Sĩ à, con lớn rồi mà, con phải điều tra cho thật kỹ càng trước sau thì mới lên tiếng, chứ chưa gì con làm trùng beng lên thì làm sao sau này ba dám giao chuyện hệ trọng cho con được. Trời ơi, sao con nói mà không ai tin quá chơi kìa trời. Bây giờ mọi người không tin đúng không? Bây giờ đi với con, đi với bạn đi, để gặp má bạn đó rõ thôi. Con gái à, ba nghĩ là có thể anh Hai con nói đúng đó. Bởi vì từ trước đến giờ ba chưa từng thấy anh Hai con nghiêm túc đến như vậy. Không, con không tin. Con không tin. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Con không tin. Duy Long, em có chuyện muốn nói với anh. Anh trả lời cho em nghe đi. Em với anh là gì của nhau vậy? Sĩ đã nói cho em nghe rồi đúng không? Ai nói không quan trọng. Quan trọng là em muốn nghe lời nói của anh. Ai nói gì em cũng không tin hết. Em chỉ tin anh thôi. Duy Long, em xin anh đó, anh nói cho em biết đi. Em với anh rốt cuộc là hai người đang yêu nhau hay là anh trai và em gái vậy? Anh xin lỗi. Xin lỗi. Anh xin lỗi là sao? Anh nói anh xin lỗi là sao? Là anh thừa nhận hả? Vì có nghĩa là ngay từ đầu anh biết má, và anh vẫn cố tình làm như vậy để lừa dối em hả? Tại sao anh đối xử với em như vậy vậy Duy Long? Tại sao vậy Duy Long? Tại sao vậy? Anh có biết là ngoài anh ra, em chưa bao giờ có tình cảm nào với bất kỳ một người đàn ông nào hết. Anh biết điều đó mà. Tại sao lại lừa dối em như vậy hả Duy Long? Anh xin lỗi, nhưng hiện tại em không được ổn định, em không được bình tĩnh. Khi nào em bình tĩnh anh giải thích sao nha. Em đang rất bình tĩnh. Em muốn nghe anh nói bây giờ. Em muốn nghe anh nói hết tất cả mọi chuyện, ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay ở đây. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện đó từ lúc nào? Anh nói đi. Mới gần đây thôi. Khi anh biết được, má
cũng chính là má của em. Và ba của em chính là hung thủ giết chết cha của anh. Cho nên anh quyết tâm tìm bằng chứng. Dạ. Dạ. Lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù. Vậy là má, ba của tôi, ba của anh, chú ba, tất cả mọi người đều là những nhân vật có thật ở trong tiểu thuyết của anh. Tại sao anh phải hết tất cả mọi thứ mà anh vẫn cố tình lừa gạt tôi? Tại sao anh nhẫn tâm lừa gạt tôi? Tại sao anh nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù? Anh bất chấp tất cả mọi thứ để bước vô nhà của tôi đúng không? Có một giây một phút nào là anh thật lòng không vậy? Cái tác này là dành cho tình yêu ngắn ngủi của tụi mình. Còn cái tác thứ hai này là dành cho sự lừa dối đáng ghê tởm của anh. Thằng Long nó cũng có nỗi lòng của nó. Như vậy là đủ rồi con. Chị Long, anh là đồ khốn nạn. Tôi hận anh cả cuộc đời này. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Tôi không bao giờ chấp nhận anh là người nhà của tôi. Trong mắt của tôi bây giờ, anh rất đáng ghê tởm, anh có biết không? Không, có anh hai nè, đừng có sợ. Em cũng muốn anh đánh như nó một trận để em hả dạ không? Mày, cậu sĩ, nỗi lòng của bé Hân á thì tôi có thể hiểu được phần nào, nhưng còn riêng cậu, cậu mà cứ tiếp tục tới đây hung hăng kiếm chuyện thì cậu đừng có trách tôi. Ông tưởng tôi sao hả? Bây giờ tôi phải lo cho em tôi trước, tôi xử hai người sau. Hân, cái điều mà bác lo sợ nhất cuối cùng nó cũng đã tới. Chậm, đây là lúc thích hợp nhất để con giải thích với bé Hân. Con bé nó cần sự giải thích của con. Tiếng đàn là tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu chung tình. Tiếng đàn vẫn lên câu niềm non, thương lòng tôi phận kiếp lòng đàn. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Hân, đừng có khóc nữa. Anh hai nói cho em nghe là để em nhìn thấy bộ mặt lang xấu của trên nhà văn đó, tự nhiên chạy ra đây khóc là sao? Khóc nữa nha. Anh hai đi về đi. Em muốn ở một mình. Nước mắt á là để dành khóc cho cha cho mẹ. Ai đâu mà khóc có chuyện không đâu à. Uổng phí lắm. Thôi đi về với anh hai nha, anh hai thương. Đi Hân, ngoan đi. Cảm ơn anh. Đi về. Nhưng anh về đi, em muốn ở một mình. Nhưng mà em xin anh mà, đi về đi. Làm ơn đi. Được rồi. Làm ơn đi, đừng ai đến với em lúc này hết. Đi. Nhưng mà về sớm nha, để ba má lo đó. Đi mà. Rồi. Ah!
là em sẽ tha thứ cho anh. Vì anh biết lỗi lầm của một người làm anh như anh như vậy là quá lớn. Anh tính sau khi xong hết mọi chuyện, anh sẽ gặp em để mà xin lỗi. Nhưng bây giờ anh biết hết rồi. Bây giờ anh có nói gì thì cũng không thay đổi gì được đâu. Nếu ngay từ đầu anh không làm thì đâu cần phải xin tôi tha thứ. Tôi chưa bao giờ chết nữa. Anh lại là một con người như vậy. Chưa bao giờ. Nỗi đau của gia đình anh rất là lớn. Và phần làm con như anh phải có nhiệm vụ minh quan cho cha của mình. Anh nói vậy là anh đang cho rằng ba của tôi là người đã giết chết cha anh vào 30 năm trước sao? Duy Long, tôi nói cho anh biết, nếu như anh tin cha của mình thì tôi cũng tuyệt đối tin tưởng ba tôi là người không bao giờ làm ra những chuyện đó. Tôi nghĩ mình nên chứng minh cho anh biết ba tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu như điều đó em muốn thì em cứ làm. Anh chỉ sợ sau khi em biết sự thật em sẽ càng đau lòng hơn. Sợ tôi đau lòng hả? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Nhưng đó là cảm xúc của tôi. Tôi không cần anh phải quan tâm. Tôi không thể nào xem anh là người trong nhà được. Nhìn mặt anh thôi tôi còn không đủ can đảm để làm. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi không thể nào xem anh là người trong nhà được. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Nó đuổi con về. Nó nói nó muốn ở một mình. Hân. Hân. Hân à, con đi đâu vậy con? Sao con khóc vậy Hân? Con có chuyện gì hả? Nói cho má nghe coi, chuyện gì làm con khóc vậy? Tại sao má lại giấu giếm con nhiều đến như vậy hả má? Tại sao rõ ràng má biết Duy Long là anh trai của con mà má im lặng không nói cho con biết? Tại sao má vẫn ủng hộ tụi con, vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra là sao hả má? Tại sao vậy má? Sĩ, con nói chuyện này cho em con biết phải không sĩ? Thì cái chuyện đó trước sau ai cũng biết mà. Má giấu làm cái gì? Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Thằng Long, thằng Long là anh của con Hân, nghĩa là nó là thằng Chấm. Mình ơi, vậy là tìm được thằng Chấm. Con Hân nó quen thằng Long, đâu có được. Tại sao đến bây giờ mới nói cho tôi biết điều này? Con đã nói cho bà biết rồi mà tại bà không tin con thôi. Thì từ trước tới giờ tại con không nghiêm túc cho nên những gì con nói ra bà không có tin. Chị này có chết thì chết thằng Long kìa, tại sao ai cũng đổ hết lỗi với đầu con vậy? Còn má nữa, cái chuyện này má nói từ trước đi, thì ngày hôm nay đâu có cái chuyện này đâu. Má trả lời cho con nghe đi má. Má trả lời cho con nghe đi má. Đó, má nói cho nó nghe đi. Mày đứa thôi đi. Con phải hiểu rõ câu chuyện mới được.
Thiệt sự má cũng mới biết Duy Long là con trai của má gần đây thôi. Nhưng mà lúc đó hai đứa đã quen nhau rồi, má cũng không biết phải làm sao để cho con khỏi bị sốc. Con nghĩ nếu như mà má biết trước thì má đâu có để cho con phải đau khổ như vậy đâu Hân. Anh của con cũng đã hứa với má là sẽ tự nói với con sau một thời gian ngắn nữa. Nên má nói chờ... như vậy là thằng Duy Long nó âm mưu muốn lừa gạt cả nhà mình hả? Cái thằng này khốn nạn mà. Thôi đi sĩ, con đừng có nói thêm nói bớt để mọi người hiểu lầm nhau nữa được không sĩ? Con không có thêm bớt gì hết á, con nói đúng mà. Tất cả là cũng tại má đó. Trời ơi, thôi đi. Trời ơi. Hân ơi, Hân ơi. Đi anh, con nó đã mất bình tĩnh và đang rất giận em đó. Gái ngoan, có ba bên cạnh này, không sao mà. Gái à, đừng có tự trách mình như vậy. Nếu như còn có trách á, thì trách cái kẻ đã lừa dối con kìa, nghe không? Với lại con cũng đừng có trách má con. Quá khứ của má con cũng không vui vẻ gì, cho nên má con mới che giấu như vậy. Nhưng không. Con à, nghe lời ba, bây giờ con cứ khóc cho thỏa đi, rồi sau này con sẽ nguôi ngoai. Con sẽ tìm được một người xứng đáng với con. Ba ơi, nhưng bây giờ con, con đau lòng lắm ba ơi. Ba biết, ba hiểu mà. Ba ở bên cạnh con mà. Đến đi con. Mình vẫn còn buồn hả? Mình chưa đi làm hả mình? Ba đang sốt ruột chuyện con Hân nên đi làm không nổi đó má. Má, má dứt khoát cái thằng Duy Long chưa má? Con nghĩ là sao bao nhiêu chuyện nó làm, má quên nó đi là vừa. Sĩ à, chuyện này chuyện của người lớn, con đừng có xen vô. Thật sự cô không hiểu luôn á. Má nói là để má giải quyết mọi chuyện, mà bây giờ má nói như vậy giống như là má không muốn đứt với nó vậy đó. Ba, ba nói một câu công bằng đi ba. Sĩ à, đừng có ép má con nữa. Thôi được rồi, con đi làm đi. Nhưng mà... chuyện để tính sao? Nhưng mà con muốn má trả lời cho con biết mà. Ba biểu đi làm thì đi làm đi, nghe lời ba đi con. Dạ, ba nói thì con nghe. Thưa ba đi làm, thưa má đi làm. Mình sao vậy? Dạo này
gia đình của mình xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Anh thấy mình cũng mệt rồi, thôi mình nghỉ ngơi đi. Để anh nói với con Tư nấu món gì tẩm bổ cho mình nghe. Em không sao đâu. Con Hân nó sao rồi anh? Mình lo cho mình thì hơn. Con Hân nó còn trẻ mà, vài ba cú sốc sẽ làm cho nó cứng cáp hơn, trưởng thành hơn thôi. Anh lo là lo cho em đó. Còn về chuyện của thằng Chẩm, anh đã suy nghĩ cả đêm rồi. Dù sao nó cũng là con của mình, với lại ba thằng, làm sao tránh được sự so sánh với những đứa con còn lại của mình. Hay tính vậy mình có được không nha? Kêu nó về đây ở đi nghe. Rồi anh sẽ cố gắng tìm cách hòa hợp gia đình mình lại. Thiệt vậy hả mình? Ừ. Hân, mà muốn nói chuyện với con một chút được không? Dạ má. Hân à, thực sự trước khi mà về ở với ba con, mà đã có một đời chồng rồi, cũng do gia đình gặp biến cố rồi ly tán, mà đã lạc mất đứa con trai của mình. Sau bao nhiêu năm tìm gặp, và má không ngờ đó lại là Duy Long. Éo le hơn là con với Duy Long lại yêu nhau. Má cũng đã từng nhiều lần muốn ngăn cấm tình cảm của hai đứa, nhưng thực sự má không biết nói làm sao cho con hiểu. Rồi mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay, con cũng biết hết rồi đó. Lúc con mới biết, con có mất bình tĩnh. Nhưng khi con biết rõ hết hoàn toàn câu chuyện, con hiểu má buồn và đau khổ hơn con gấp trăm ngàn lần phải chứng kiến hai đứa con của mình yêu nhau. Nhưng mà con vẫn không thể nào hiểu được tại sao má lại thỏa hiệp với anh ta, im lặng và giấu giếm sự thật này với con, để con và anh ấy, từ người yêu rồi thành anh em, rồi đến bây giờ cũng không thể nào nhìn mặt nhau được nữa. Sự thật này quá đau đớn với con. Má xin lỗi con, vì má, vì má mà con phải đau khổ như vậy. Nhưng má không thể nào thay đổi được con à. Duy Long là con trai của má, con cũng là con gái của má. Má xin lỗi,
Con thương ba. Con cố gắng vượt qua nha con. Ma sẽ đồng hành cùng với con mà. Hân ơi, ma xin lỗi. Ma xin lỗi. Ma xin lỗi con. Thưa ông chủ, cậu Long đến rồi. Vậy à? Xuống bếp nấu món gì ngon ngon đãi cậu Long nghe. Dạ. Không cần đâu. Đi đi. Ông kêu tôi tới đây có chuyện gì? Ông tính bày trò gì nữa đây? Con cứ ngồi đi. Con nói gì ba không hiểu. Tôi cấm ông xưng hô cha con với tôi. Thôi được rồi, dự xin lỗi. Tôi với ông không phải người thân, hay ở chung gia đình. Làm ơn đừng nói chuyện với tôi cái kiểu đó. Chồng à, con sống lông bông, trôi sông lạc chợ chừng ấy năm. Mặc dù bây giờ con là nhà văn, nhưng tính tình và cái nết của con y hệt thằng cha của con. Ích kỷ vô cùng, chỉ biết mỗi bản thân của mình thôi. Làm cái gì cũng gào lên. Con cứ như vậy, không có gia đình nào chứa nổi con đâu. Sao? Lộ bản chất rồi hả? Sống thật cho bản thân mình rồi đúng không? Có gì mà sống không thật. Sống thật hả con? Nào giờ tính dưỡng hào sản mà. Có gì á, vừa nói thẳng ra, không để bụng và chẳng hại ai bao giờ. Chắc là con chưa biết tính dưỡng đó thôi. Lòng dạ của ông như rắn như rết vậy, làm sao mà tôi hiểu nổi. Dưỡng biết, con cứ khăng khăng nghĩ Dượng liên quan tới cái chết của cha con, đúng không? Nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Mà con nè, ở đời á, mà mình cứ cố chấp như vậy, người ta sẽ cho rằng mình bất bình thường, vô giáo dục. Có giáo dục hay không cũng đâu bằng con người sống hai mặt như ông. Tôi chỉ tiếc một điều là ông quá tinh ranh, khiến cho bà Hải mê mệt ông như vậy. Ông tự tin là không liên quan tới cái chết của cha tôi. Vậy thì giao cái ba tôn của ông ra, giao cái ba tôn của ông ra để mà đối chất. Dượng đã khẳng định với con rồi, cây ba tôn đó đã mất. Chính Dượng cũng không biết nó đang ở đâu mà. Vậy thì có lý do gì để tôi tin ông. Chào ông. Khoan đã. Công nhận á, tính tình của con y hệt cha của con à. Mẹ kiếp, sao con không suy nghĩ kỹ đi. Cuộc đời của cha con có gì tốt đẹp đâu, cuối cùng cũng chết tức tử mà thôi. Con không nhìn đó là tấm gương để mà sửa đổi, tránh vết xe đổ của cha con. Đừng cấm ông. Ông nói gì tôi cũng được, nhưng không được phép đụng tới cha tôi. Ông chỉ là kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba phá hoại, một kẻ thứ ba có tính cách thối nát, không có quyền đánh giá người khác. Chắc là bác hai của con chưa từng nói với con đúng không? Đó là cha con đã dùng tiền trả nợ để ép má con cưới cha của con. Bởi vì người mà má con yêu thương đâu phải là cha của con, mà là Dượng nè. Đó là mối tình tay ba, mà kẻ thứ ba đích thị là cha của con. Nếu như cha con không dùng tài sản để mà trói buộc, đem má con về ở cùng,
thì đâu có sanh ra con. Đó là thủ đoạn đê hèn của một thằng đàn ông có thể làm được trước người đàn bà mà mình yêu thương đó không? Được, cảm ơn đặt điều Dương không cha tôi. Dương không có đặt điều, cả đất Long Xuyên người ta biết chuyện này mà. Nếu như không có cha con thì Dương và má của con đã lấy nhau rồi, bởi vì có hôn ước từ trước. Dương nè, giỏi giang, có tri thức, má con ưng Dương là phải rồi. Cũng may có Dương kề cạnh, cho nên má con mới có được ngày hôm nay. Và chính con cũng nên mừng vì điều đó, mừng vì cha con chết sớm đó. Chứ nếu không cha con còn sống, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, thì làm sao dạy con nên người đây? Ông dám xúc phạm cha tôi, ông dám xúc phạm cha tôi à? Dương không có xúc phạm, Dương chỉ nói thẳng để cho con sáng suốt hơn thôi. Cha của con là kẻ không ra gì, cha của con là một thằng khố rách áo ôm, không hơn không kém. Ông dám xúc phạm đến cha tôi, ông dám xúc phạm đến cha tôi, ông dám xúc phạm đến cha tôi hả? Tôi xin ông, con buông vũ khí đi. Cha tôi, con làm gì vậy? Ông dám xúc phạm đến cha tôi. Người đâu? Ông dám xúc phạm đến cha tôi. Cứu tôi, cứu tôi. Ông dám xúc phạm đến cha tôi. Người đâu? Xin cứu tôi. Xin ông. Xin ông. Con làm gì vậy? Xin ông, dừng ra đi. Xin ông, con buông vũ khí đi. Con dừng ra đi. Xin ông. Dừng lại. Thôi. Ba có sao không ba? Ba ơi, ba có sao không ba? Ba không sao con. Dương Long, anh đang làm cái trò gì trong nhà tôi vậy? Ông ta dám xúc phạm với cha. Anh im đi. Tôi cấm anh, tôi cấm anh làm tổn thương đến ba của tôi. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Anh đi ra khỏi nhà của tôi đi. Chuyện gì vậy hai đứa? Chỉ là hiểu lầm thôi, anh không sao mình ơi. Mình chỉ là hiểu lầm thôi. Duy Long mà, chuyện gì vậy con? Bà hỏi chồng của bà đi. Ông ta xúc phạm cha của tôi. Anh im đi, anh là đồ nói dối. Ba tôi chưa bao giờ xúc phạm ba của anh. Ba tôi cũng không làm gì anh. Chính anh bóp cổ ông ấy. Ông ấy không hề phản kháng lại. Ông ấy chỉ cầu xin anh thôi, chỉ cầu xin anh buông tha cho ông ấy thôi. Sao anh lại trở thành một kẻ tán tận lương tâm đến như vậy hả Duy Long? Anh là kẻ nói dối. Anh là kẻ nói dối hả? Nếu như cha của em không mạng sát cha của anh là kẻ khô rách đâu ông, anh có bóp cổ ông ta hay không? Cha tôi sẽ không bao giờ nói ra những lời nói như vậy. Anh im đi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Anh đi ra khỏi nhà tôi đi. Em phải nghe anh nói. Tất cả tại ba em, tất cả tại ông ta. Em phải nghe anh nói chứ. Anh không bao giờ làm như vậy. Buông ra. Hân à Hân, ông giỏi lắm, ông giỏi lắm. Dượng con lúc nào cũng yêu thương con. Dượng con muốn dung dáng cho cái gia đình này, muốn con tốt đẹp cho tương lai về sau. Mà tại sao con lại đối xử với Dượng con như vậy? Anh này, Chấm à, Chấm. Duy Long, đuổi theo con đi em. Vì muốn trả thù cho nên con nó mới như vậy thôi. Chạy nhanh đi Duy Long. Long, con đứng lại cho má. Long, con đứng lại. Con hãy trả lời cho má biết, tại sao con lại hành động với Dượng như vậy không? Mà tránh ra. Long, con đừng có cứng đầu như vậy nữa. Dượng con luôn muốn có ý tốt, muốn gia đình mình sum họp với nhau. Con có thể nào dẹp bỏ một chút hiểu lầm để gia đình mình sống với nhau vui vẻ được không Long? Tôi biết bây giờ tôi nói cái gì bà cũng không tin tôi đâu. Tránh ra đi. Long, con nghe má nói nè. Má biết là con không hợp với Dượng, nhưng mà con tin má đi. Dượng rất là thương con. Con thấy đó, bao nhiêu lần con gây tổn thương cho gia đình, làm tổn thương em con, nhưng mà Dượng con vẫn bỏ qua cho con. Nhưng con hành động như vậy là con đã bất hiếu với Dượng con rồi. Bà nói cái gì? Bất hiếu hả? Ông ta có nuôi tôi ngày nào không mà tôi bất hiếu? Tại sao tôi phải có hiếu với ông ta? Còn bà tin ông ta mù quáng như vậy còn hỏi tôi làm gì nữa? Long à, Long. Thôi em à, cứ để cho cậu Long bình tĩnh suy xét đã. Còn bây giờ mình lên xem con Hân như thế nào. Anh sợ nó một mình, nó sẽ làm điều dại dột đó. Thank you.
đã đặt niềm tin quá nhiều vào anh, để bây giờ tôi phải hối hận. Duy Long, người hâm mộ anh trước đây sẽ là người hận anh suốt đời. Hân ơi, má nè con, mở cửa cho má đi. Con làm gì trong đó vậy con? Em à, bình tĩnh lại đi. Em muốn vô trong đó coi con bé nó thế nào. Chắc bây giờ nó đang đau khổ lắm. Nó biết thật lòng là anh trai của nó, và tình cảm nó đang có là sai trái. Không đơn giản vậy đâu. Con Hân nó đang tổn thương vì thằng Long lừa dối nó. Mà rõ ràng thằng Long lợi dụng con Hân để vào nhà mình. Hồng tìm được chứng cứ tố cáo anh, hoặc là tìm được cây ba toan mà nó nghĩ rằng sẽ có thể gán ghép tội cho anh. Thằng Long đã bị hận thù che mắt nó rồi. Chính nó đã làm cho gia đình mình rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Rồi nó còn làm con Hân đau khổ nữa. Đừng tự trách mình. Anh nghĩ cách tốt nhất bây giờ cứ để cho con Hân đau khổ tạm thời đi em à. Rồi thời gian nó sẽ nguôi ngoai thôi. Bởi vì càng đau khổ thì sẽ càng dứt khoát. Còn nếu sợ con nó làm gì dại dột thì anh với em sẽ cùng nhau giám sát nó kỹ hơn. Sẽ theo sát con bé. Anh sẽ cố gắng cùng với em. Đừng cấm anh làm tổn thương đến ba của tôi. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Anh đi ra khỏi nhà của tôi đi. Dượng con lúc nào cũng yêu thương con. Dượng con muốn dung dáng cho cái gia đình này, muốn con tốt đẹp cho tương lai về sau. Mà tại sao con lại đối xử với dượng con như vậy? Cũng là con gái với nhau nên chị hiểu được nỗi khổ của Hân. Em cảm thấy nhục nhã quá. Em nhục nhã quá. Em nhục nhã quá chị Quỳnh ơi. Em cứ khóc đi. Khóc đi Hân. Khóc cho vơi nỗi sầu trong lòng. Tại sao, tại sao người đàn ông đó là tác tệ đến như vậy? Tại sao hắn ta là nhẫn tâm đến như vậy? Chị Quỳnh, em xin lỗi. Em xin lỗi chị nhiều lắm. Trước đây em đã chen ngang vào hạnh phúc của chị. Trước đây em trẻ con, em bồng bột. Xin lỗi, em xin lỗi. Xin lỗi chị. Đó không phải là lỗi của em Hân. Nếu em không làm như vậy thì chắc chắn anh ta cũng sẽ nghĩ cách khác. Tại vì anh ta muốn thực hiện kế hoạch trả thù của mình mà. Quan trọng bây giờ là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Quên đi nha Hân. Em không thể không quan tâm. Em không thể nào không nghĩ tới được. Hắn ta là anh trai của em đó. Là anh trai của em đó. Nếu như đó là một người khác thì em nghĩ
em có thể dễ dàng buông bỏ nó. Nhưng hắn ta, thật sự là anh trai của em đó. Em phải mạnh mẽ lên. Em không thể để cho anh ta nắm được điểm yếu của mình, sau đó làm tổn thương em hoặc là làm hại gia đình em được. Em hiểu không? Em cũng muốn, em cũng muốn mạnh mẽ lắm, nhưng em không làm được. Em không làm được. Em không làm được. Bây giờ em chỉ muốn chết thôi. Em chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Em chỉ muốn bỏ hết tất cả mọi thứ. Em chỉ muốn chết thôi. Chết không giải quyết được chuyện gì cả. Nếu em thật sự chết, anh ta còn hả dạ hơn vì đạt được mục đích của mình. Em phải cố gắng lên. Vì xung quanh em còn có những người yêu thương em và gia đình của em nữa. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa thôi nha. Tôi đã nói anh không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà. Chuyện ngày hôm qua không như em nghĩ đâu. Cho dù có là như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự căm ghét của tôi dành cho anh. Làm ơn tránh đường giùm. Anh còn muốn cái gì nữa đây? Bằng mọi giá hung thủ phải đền tội. Ý anh là anh đang rất mong muốn ba tôi phải đền tội? Ý anh ba tôi là kẻ ác đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ đến hãm hại ba của tôi đâu. Nếu em dám khẳng định như vậy, vậy thì em tìm cái ba Toan đi. Sau khi em tìm được cái ba Toan, anh sẽ chứng minh cha em có phải là hung thủ hay không. Được. Em đi đâu vậy? Tôi đi tìm cây ba Toan như ý của anh. Để tôi chống mắt lên coi anh chứng minh như thế nào. Tìm gì vậy con? Ba. Dạ con định vô đây mượn ba mấy quyển sách đó mà. Vậy hả? Tự nhiên đi con. Dạ mà thôi, con sực nhớ là cái thể loại sách đó chắc ba cũng không có, nên thôi con đi nha ba. Sao con? Dạ cái tủ đó bộ đựng cái gì quan trọng lắm hả ba? Sao con thấy lúc nào nó cũng khóa hết vậy? Đúng vậy. Trong tủ đó ba cất một thứ rất quý giá. Là cái gì vậy ba? Là cây ba Toan. Cây ba Toan? Ừ. Là cây ba Toan đầu rồng dựng gia bảo của nhà mình đó hả ba? Đúng rồi con. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Trước kia là sao hả ba? Cây ba Toan đầu trồng, vật gia bảo của gia đình mình đã mất từ lâu rồi. Dạo này gia đình của mình xảy ra rất nhiều chuyện. Ba nghĩ một phần cũng là do tổ tiên mình quở trách, do ba làm mất cây ba Toan đó. Cho nên ba đã cho đặt làm một cây ba Toan mới. Mà nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược thì cái cây ba Toan mới nó không có giống cây ba Toan cũ. Bởi vì trí nhớ của ba có hạn mà con. Đây nè. Nó đây. Sao anh ta nói cây ba Toan đầu rồng ngắn hơn cây này mà? Ừ.
Sao con? Dạ, dạ đâu có gì đâu ba. Dạ ba nói thì con nghe vậy thôi. Con đi nha ba. Chắc mấy ngày qua con đã thắc mắc vì sao thằng Long nó phá gia đình mình và lừa gạt em gái con đúng không? Vậy là ba biết chuyện đó hả? Tại sao ba không nói sớm cho con biết vậy? Ba biết, nhưng hiểu cho ba đi, ba không thể nào nói ra được. Thứ nhất á, ba sợ má con buồn. Còn thứ hai á, việc này không tiện nói ra được. Bởi vì cho đến thời điểm này, ba vẫn chưa thể xác định được mục đích của thằng Long là gì. Nếu nó thực sự là con của má con thì ba cũng không đến nỗi hẹp hòi ích kỷ mà không đón nhận nó. Ba như vậy là đã quá bao dung cho vợ của mình rồi. Dù gì nó cũng là con riêng của má mà ba đã đối xử tốt với nó rồi. Mà thôi đi, ba nói cái lý do đi, con đang muốn nghe nè. Nó quay về đây với mục đích là tìm ra kẻ đã giết chết cha nó. Cái gì? Có chuyện đó luôn hả? Cha con nó bị giết hả ba? Vì xảy ra vào 30 năm về trước, cha của nó là kẻ nghiện rượu, hay đi ăn trộm ăn cướp, thích quấy phá người khác. Nếu như vậy thì chuyện cha của nó bị giết thì đâu có gì lạ đâu. Thì đối với người bình thường thì người ta suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà với thằng Long thì khác. Nó vẫn cố chấp cho rằng ba chính là người đã giết chết cha nó. Hết lần này tới lần khác, nó lợi dụng má con rồi em con để đi tìm cái cây ba ton, chính là gia bảo của gia đình mình, mà nó cho rằng đó chính là hung khí giết chết cha của nó. Vậy thì ba lấy cây ba ton đó ra, ba đưa cho nó, vậy là xong rồi. Ba có làm gì đâu, ba phải sợ. Ba cũng muốn lắm, nhưng ba không hề biết cây ba ton đó đang ở đâu. Nếu như ba tìm được thì ba đã minh oan cho mình, và gia đình mình đã trở lại cuộc sống yên ổn như lúc trước rồi. Chứ ba không thể nào muốn dính vào liên tục những rắc rối mà ba không hề gây ra trong thời gian vừa qua. Ba nói với con cũng chịu thôi. Chứ con có biết cái hình hài cây ba ton nó ra làm sao đâu mà tìm giúp ba. À, bà Sĩ nè. Dạ. Ba biết có người biết cái ba ton ở đâu. Ai vậy ba? Đó chính là chú ba Hạp của con. Chú ba? Chú ba đang ở Sài Gòn. Nếu như nó có giữ thì chắc chắn lúc nào nó cũng mang theo bên mình. Con tới nhà trọ của chú ba hỏi xem nó đang ở đâu. Sẵn tiện con coi chú ba cần gì, con giúp chú ấy giùm nghe. Ba ơi, ba biết chú ba là người vô tích sự rồi, còn giúp chú ấy tiền bạc gì làm cái gì. Dù sao chú ba cũng là em ruột của ba mà. Thôi đi liền đi con, ba sốt ruột chuyện thằng Long lắm rồi. Dạ. Thưa ba con đi. Ừ. Mấy hôm nay nó dở trò đi tìm cây ba ton. Tao biết mục đích chính của nó là quyết tâm tìm được hung thủ. Anh Hai ơi, anh đuổi nó đi đi. Nó tới đó, nó tìm được cái cây ba ton này là lòng ra em đó anh Hai. Bởi vậy mày phải nghe lời của tao, giấu cây ba ton này đi. Có như vậy mọi chuyện mới không bị bại lộ. Cầm đi. Thôi, anh biết giấu nó ở đâu, sao anh không giấu đi? Hay quăng xuống sông xuống biển gì đi. Mày ngu quá. Tao đã giấu trong nhà của tao rồi, nhưng mà tao sợ thằng Duy Long tìm được. Người chết đầu tiên là mày đó. Thì bây giờ anh quăng xuống biển, quăng xuống sông gì đó, anh giữ lại chi cho rắc rối vậy? Cái thằng ngu, ăn nói bậy bạ gì vậy? Đây là đồ gia bảo của dòng họ, mày nói vậy không sợ ông bà tổ tiên quở hay sao?
cái gì cũng không được hết trơn. Bây giờ anh muốn làm sao? Mày bình tĩnh lại đi. Lại đi. Dạ. Mày đem về giấu ở khu vườn trong khu nhà trọ của mày. Ở đó không có người biết. Mai này không hở thì tính sao? Vậy mà em nghĩ không ra. Mày đi đâu vậy? Thì đứng lại. Có phải con? Mày tính cầm khay khơi vậy hả? Đưa đây. Bỏ vô áo. Dạ. Sĩ, ba ngồi đi con. Chú của con sao rồi? Chắc không sao đâu ba. Với lại người như ổng á, sống dài lắm, ba đừng có lo. Không sao là tốt. Ba đang lo chuyện thằng Long đây. Việc chú ba giết ba của nó cũng đã sáng tỏ rồi. Nó cũng đã chấp nhận tha cho chú ba rồi. Thì lý do gì mà nó làm phiền gia đình của mình? Ba thì ba thấy thằng Long nó không đơn giản. Chỉ muốn điều tra về cái chết của cha nó thôi. Mà nó còn muốn phá nát gia đình mình đó. Con nghĩ lại coi. Nó muốn nhận lại má con thì ít, mà nó muốn hại gia đình mình thì nhiều. Ba nói vậy con không hiểu lắm. Má con đang chiến tranh lạnh với ba, đòi lên chùa tu hoài à. Ba sợ má con sắp bỏ ba đến nơi rồi. Chắc không có đâu ba. Má con thương ba nhiều như vậy, chắc giận một hai ngày rồi thôi à. Thiệt tình, ba lo quá. Con cũng không hiểu cái chuyện xảy ra trong quá khứ như thế nào khiến cho thằng Duy Long nó lại hận thù ghê gớm đến như vậy. Con còn được biết lúc đó nó còn nhỏ xíu à. Kể cả mặt mũi của cha mình như thế nào nó còn không nhớ nữa. Chú ba của con giết cha của nó, sau đó má đi theo ba, rồi hai bác cháu nó phải bỏ xứ đi tha phương. Bây giờ trở về nhìn thấy gia đình mình hạnh phúc đủ đầy như vậy, nó không cam tâm. Không ngờ ba chịu khổ tâm nhiều năm như vậy. Con thật là bất hiếu, đã làm cho ba lo lắng với lại buồn lòng. Ba cũng cảm ơn con nhiều lắm. Nhiều khi á, ba cũng cảm ơn ông trời đã cho ba một đứa con biết lo nghĩ như con. Con nghe ba nói con càng thấy ghét thật lòng hơn. Tính ra cái thằng đó cũng mưu mô đó chứ. Ba chỉ suy đoán vậy thôi à. Dù sao cũng là người một nhà. Sĩ à, ba không muốn làm má con buồn đâu. Thôi, ba lên nghỉ ngơi đây. Con cũng nghỉ ngơi sớm đi nha. Dạ. Ông đã già rồi mà còn phải chịu đựng những chuyện không vui như vậy. Tất cả mọi chuyện là do thằng Long hết. Bằng mọi giá mình sẽ không để nó bước vô cái nhà này và phá hoại gia đình của mình. Không ngờ thủ phạm hại chết cha con lại là thằng Ba Hạp. Nó là bạn thân của cha con, vậy mà nó nỡ đối xử với cha con như vậy. Thằng này đúng là quá tệ. Mà bây giờ con có biết thằng Ba Hạp đang ở đâu không? Ông tự đập đầu mình vì cảm thấy có lỗi với cha con. Bây giờ đã được điều trị trong nhà thương ở Sài Gòn.
Nghe con nói nó tự đập đầu như vậy, bác cũng không nỡ dồn nó vào đường cùng. Thật sự chuyện này xảy ra con cũng không biết giải quyết sao nữa. Bà Hải và Hân thì xin con tha cho ổng. Bác Hải tính sao? Mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Bác định ngày mai bác sẽ về quê. Còn con tính sao? Vậy thì ngày mai con chở bác Hai về quê, sẵn tiện thắp nhang cho cha con luôn. Bây giờ con tìm ra hung thủ giết cha con rồi, con nghĩ cha con sẽ thanh thản mà ra đi, và con cũng được nhẹ lòng. Chậm, hai bác cháu con đi đâu vậy? Thì ba. Anh hai đi đâu vậy anh hai? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ có tuổi rồi, tôi cảm thấy ở nơi này không còn phù hợp với tôi nữa, cho nên tôi tính về quê cho yên tĩnh. Anh hai, em muốn nói chuyện này với anh hai. Chuyện này nằm ngoài suy nghĩ của em. Em không bao giờ tin nổi cái chết của anh Ba Thành lại liên quan tới chú Ba Hạp như vậy. Hai người vốn là bạn thân với nhau mà. Anh Ba Thành cũng tin chú Hạp lắm. Vậy mà là em sai. Anh Hải cho em xin lỗi. Em có lỗi với anh Ba Thành và anh hai nhiều lắm. Thôi được rồi, Thím Ba đâu có lỗi gì đâu. Thím Ba đâu có hại chú Ba Thành. Người hại chú Ba Thành là thằng Ba Hạp. Bác hai con nói đúng. Ba đừng có tự trách mình nữa. Chậm mà, ba xin lỗi con. Vì thời gian qua ba không tin con. Cây Ba Toan chính là hung khí sát hại cha con. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Tôi chỉ muốn một chuyện duy nhất, đó là thằng Ba Hạp nó phải ăn năn hối lỗi trước bà dì của chú Ba Thành. Em tin đợi cho chú ấy khỏe, em sẽ kêu chú ấy gặp trực tiếp anh hai để nhận lỗi, và sẽ phải đến tạ tội trước miếu của anh Ba Thành. Em chỉ hy vọng là anh Thành sẽ rộng lòng tha thứ cho chú ấy. Chú Ba là người hiền lành chất phác, tôi nghĩ là ở Suối Vàng chú Ba sẽ không trách cứ gì đâu. Sắp tới tôi sẽ trở về dưới Long Xuyên làm một cái lễ dâng lên trên miếu. Sau đó tôi sẽ đem cái sọ của chú Ba gộp chung với bộ hài cốt nguyên vẹn thì mới có thể siêu thoát được Thím Ba. Nếu như Thím Ba muốn đi chung thì có thể đi chung với hai bác cháu tôi. Chắc chắn là em đi được anh hai. Em đi được, anh hai cứ an tâm. Ủa, mình à, mình có sao không? Mình đang mệt hả? Anh chỉ hơi mệt thôi à, không sao đâu mình. Hình như là mình sắp đi tới miếu ông Ba hả? Dạ, hôm nay em có hẹn với anh hai, nhưng mà mình đang mệt, thôi để em ra sau nấu miếng cháo cho mình nha. Anh không sao đâu, tự lo được mà. Mình cứ thu xếp đi sớm về sớm nha mình. Dạ. Chậm, con tới rước má cùng đi chung hả con?
Ba không cần đi nữa đâu. Con nói vậy là sao? Chẳng phải bác hai nói là con tới rước má đi chung mà. Cái chết của cha tôi chưa được rõ ràng, mọi chuyện cứ tính sau đi. Ông Lâm, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Con muốn hỏi Dượng chuyện gì? Rõ ràng cái hộp sọ của cha tôi không chỉ có một vết lõm do cây ba toan đập, mà có tới hai vết. Mà ông với ông Ba Hạp nói đập cha tôi có một nhát là sao? Trời ơi, có chuyện đó nữa sao con? Chứng tỏ một điều, cha tôi không phải vô tình bị người ta đánh chết, mà do người ta cố tình đánh cha tôi chết. Không thể như vậy được. Không biết ông có biết chuyện này không? Long à, chú Ba là người đập chứ không phải là Dượng, thì làm sao Dượng biết chính xác là bao nhiêu nhát? Toàn bộ Dượng chỉ nghe theo lời kể của chú Ba Hạp thôi à? Chậm à, chắc là chuyện này con phải hỏi kỹ lại chú Ba Hạp cho rõ ràng đi con. Tôi hỏi ông ta rồi, ông ta nói chỉ đập một cái mà thôi. Vậy à? Vậy thì còn ai muốn hại chú Ba Thành nữa chứ? Còn ai muốn hại cha tôi à? Nếu mà có thì người đó chắc là tị hiềm với cha tôi và ganh ghét cha tôi dữ lắm. Con nhìn Dượng như vậy có ý gì chứ? Có thể là chú Ba đã nói dối để mong thoát tội, hoặc giả là trong lúc hoảng hốt lo sợ quá chú Ba Hạp đã đánh mấy cái mà không nhớ ra. Cho dù người đó là ai, tôi cũng đều tra ra và lôi hắn ta ra ánh sáng. Hắn ta không thoát được đâu. Tôi xin phép. Đầy hận thù. Em cứ nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu thôi. Mọi thứ để tính sau đi em à, cứ để cho nó điều tra chứ biết sao bây giờ. Nhưng nếu như theo lời thằng bé nói, có lẽ còn có người muốn hại anh Ba Thành, chứ không riêng gì một mình chú Ba Hạp. Đã làm cho con với anh Long gặp quá nhiều thứ. Khi thì là người yêu, còn bây giờ thì lại là anh em. Tại sao nghịch cảnh trớ trêu này lại đến với cuộc đời của con vậy hả bác? Thôi, con cũng đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Vì chuyện của tụi con vốn dĩ nó đã xảy ra rồi. Điều bác mong muốn nhất bây giờ đó là ba anh em tụi con hãy yêu thương nhau và cố gắng gạt bỏ đi tất cả những quá khứ. Vì dù sao, tuy là tụi con không cùng cha nhưng cũng cùng mẹ mà. Và bắt mong là từ nay trở đi không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Ba anh em yêu thương nhau. Không, con xin lỗi bác hai, con không thể nào quên được chuyện này, và con cũng không thể nào chấp nhận được nó. Bởi vì nó khiến cho con quá tổn thương. Em tới đây có chuyện gì vậy? Hân tới đây để xin lỗi gia đình mình. Thôi, tụi con nói chuyện với nhau đi. Bác đi ra ngoài chút xíu.
Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh. Chú ba không phải là hung thủ. Hung thủ chính là... là ba của tôi chứ gì. Tại sao lúc nào anh cũng một mực cho ba của tôi là kẻ giết người vậy hả? Chính miệng chú ba đã thừa nhận với anh, chú ấy là kẻ sát nhân rồi mà. Tại sao anh cố chấp quá vậy hả Duy Long? Anh muốn ba của tôi chết anh mới vừa lòng hay sao? Trước đây má của tôi bỏ rơi gia đình của anh đi theo ba tôi, bởi vì má tôi yêu ông ấy. Vì tình yêu thì như vậy có gì là sai? Ba tôi yêu má tôi nhiều đến như vậy thì có gì là sai? Anh làm ơn đi, đừng vì thù hằn riêng mà trả thù ba của tôi nữa được không? Tôi xin anh đó. Em, anh chỉ tiếc một điều là anh không gặp được người bí ẩn. Nếu như anh gặp được người bí ẩn thì mọi chuyện này sáng tỏ rồi. Vì không chỉ riêng anh, mà kể cả người bí ẩn cũng xác nhận là ba em mới là hung thủ. Tại sao anh thà đi tin một người mà anh chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí còn lừa gạt anh rất nhiều lần, mà anh không tin vào một sự thật hiển hiện ngay trước mắt anh vậy? Anh nói đi, người bí ẩn đâu? Người bí ẩn đâu? Được, tôi sẽ cùng anh đi tìm người bí ẩn. Bởi vì tôi cũng muốn chứng minh cho anh thấy ba của tôi hoàn toàn trong sạch. Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng đã từ lâu người bí ẩn không liên lạc gì với anh. Lần cuối ông ta hẹn anh nhưng ông ta lại không tới. Anh nghĩ chắc ông ta gặp chuyện gì rồi. Anh chỉ lường được cái này. Đây là nó của chú Phi mà. Em nói cái gì? Đây đúng là món quà mà tôi đã tặng cho chú Phi mà. Bạn tặng cho chú á. Sao này lại tặng cho chú? Chú đội vô đi, đội thử đi, đội thử đi. Con thấy á, là chú hay đi công tác chứ đi xưởng gỗ mà không có đội nón, thế nào cũng bệnh cho coi, nên con tặng cho chú đó. Chú cảm ơn nha. Đội lên, nhanh lên, nhanh lên. Ê, khoan. Hả? Ồ ha, cái nón này á thì cũng giống như bao nhiêu cái nón khác thôi. Con muốn á, món quà con tặng chú là phải độc nhất vô nhị, không có đụng hàng ở đâu hết á. Nên là con sẽ ký tặng vô nha. Trời, cái này á giống nghệ sĩ nổi tiếng quá ta. Con tuy không phải là diễn viên nổi tiếng, nhưng mà con rất là thích cái phong cách ký tặng vô sách giống như nhà văn vậy đó. Xong rồi nè. Chữ ký con đẹp quá ha. Chú cảm ơn con nha. Đây, chữ ký của tôi còn nằm ở đây nên tôi có thể chắc chắn đây là nón của chú Phi. Đúng rồi, chữ ký của em. Không lẽ chú Phi là người bí ẩn, người bấy lâu nay viết thư cho anh và chỉ điểm cho anh? Không, không thể nào là chú ấy được. Nếu như em xác nhận đây là cái nón của chú Phi thì anh chắc chắn chú Phi là người bí ẩn. Anh đừng sốc nổi như vậy nữa được không? Tại sao chỉ qua một cái nón mà anh có thể khẳng định chú ấy là người bí ẩn? Tôi và chú ấy quen biết nhau bao nhiêu lâu nay, tôi có thể khẳng định với anh, con người của chú ấy tôi hiểu rất rõ. Chú Phi là người đàn ông tử tế và chân thành nhất mà tôi từng gặp. Chú ấy không thể nào là người bí ẩn giả dối kia được. Nếu chú ấy là người bí ẩn đi chăng nữa thì để làm gì hả Duy Long? Anh làm ơn đi, anh muốn ba tôi phải chết, anh muốn gia đình của tôi xáo trộn, anh muốn nó tan nát ra như thế nào nữa? Anh muốn làm tôi tổn thương thêm bao nhiêu lần nữa anh mới vừa lòng hả Duy Long? Anh là một kẻ hồ đồ. Và tôi muốn nói cho anh biết, ba của tôi không bao giờ là một kẻ giết người. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, anh dừng lại đi. Và kể từ giờ phút này, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Vậy em có dám cùng anh tới nhà chú Phi lần cuối?
chúng ta sẽ cùng nhau tìm chứng cứ. Nếu chứng cứ đã chứng minh ba của em không phải là hung thủ giết chết cha của anh, thì anh chấp nhận buông bỏ tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ em không muốn tìm ra sự thật về cái chết của chú Phi hay sao? Được, tôi sẽ đi với anh. Em đi vô đây. Anh đến đây để chứng minh được gì? Cũng vậy thôi. Anh có cảm giác rất là lạ. Anh có linh cảm. Ai đó? Vô đi. Ủa, cậu Long hả? Sao? Cậu kiếm tôi có chuyện gì không? Cậu có bạn thân mới hả? Tôi đoán đúng rồi phải không? Cậu có tiểu thuyết gì vậy hả? Dạ không. Hả? Con không có viết gì hết á. À. Con tới đây nhờ chú giúp con một chuyện. Với ai á thì nó còn khó khăn ha. Còn riêng với cậu Long á, chuyện gì tôi cũng giúp hết á. Chú làm ơn đăng dùm con một mẫu tin trên báo. Ừ. Đó là câu chuyện về ngôi miếu Quan Khóc của nhà văn Duy Long là có thật. Cái gì? Có thiệt luôn hả? Tình tiết, tên của các nhân vật liên quan về cái vụ cắt đầu Ba Thành cũng là có thật. Ba Thành ai? Là cái quan hồn bị cắt đầu á phải không? Cậu cứ đắm chìm vô trong cái câu chuyện ngôi miếu Quan Khóc ở Long Xuyên hoài. Cậu phải cẩn thận đó nghe không? Mà giờ cậu muốn tôi giúp cậu sao? Con chỉ thử tìm mọi cách để vạch mặt tên hung thủ thôi. Vậy là cậu đã biết hung thủ là ai rồi hả? Dạ đúng. Ồ. Con đang chờ ngày tìm được người cùng con đứng đó vạch mặt hắn. Chú giúp con được không? Được. Chỉ gì tôi cũng giúp được hết á. Vậy thì bản thảo con soạn sẵn rồi. Còn đây là địa chỉ lãnh thưởng. Chú nhớ đăng giùm con nha. Ngày sáng mai tôi sẽ lên bài. Tôi đăng liền luôn á. Con cảm ơn chú. Con xin phép. Ủa, đây là nhà của ông Lâm mà. Alo, tôi nghe. Ông Lâm hả? Cậu Long mới tới tìm tôi. Rồi sao? Nó muốn cái gì? Cậu ta muốn đăng báo cho tất cả mọi người cùng biết tiểu thuyết ngôi miếu Quan Khóc là có thật. Và cậu ta đang muốn vạch mặt hung thủ ra. Cậu ta còn ghi địa chỉ lãnh thưởng. Nếu như ai cung cấp được thông tin á, hình như là nhà của ông nè. Mẹ kiếp, cho dù mày tính cách gì đi chăng nữa, tao cũng chấp hết. Càng ngày càng rối trong mớ bồng bông đó thì trước sau gì mày cũng quá điên à, thằng khùng. Xin hả? Cho nó hết tiền, hết đồ ăn rồi đuổi nó đi. Cảm ơn nhà ông Thức. Đứng đây chờ đi, tôi vô lấy đồ ăn cho, tôi cho tiền nữa. Chờ đi nha. Thôi khỏi, vô đi Tư. Dạ. Mày là ai? Ông không nhớ tôi thiệt hay sao?
Nếu ông không nhớ thì để tôi kể lại mấy câu chuyện cho ông nhớ. Đặc biệt là câu chuyện 30 năm trước ở Long Xuyên. Tôi là Ất. Cậu Di Long chắc đang cần biết câu chuyện này. Tôi xem hình và tôi nghe mọi người kể lại thì tôi mới biết nhà ông ở đây. Câu chuyện ngôi miếu quan khóc là câu chuyện có thật, nhưng tác giả còn bỏ ngỏ tên hung thủ. Chắc tôi giúp được cho tác giả đó. Nói thẳng ra đi, mày muốn cái gì? Tôi muốn một căn nhà. Cái gì? Một căn nhà? Mày quên là lúc trước tao đưa mày một số tiền có giá trị bằng một căn nhà để mày biệt xứ khỏi Long Xuyên. Bây giờ mày quay về đây đôi tiền nữa là sao? Tiền xài giết cũng hết. Lúc ngày tôi túng thiếu, tôi cùng bơ cùng bất đầu đường xó chợ. Bây giờ mà có việc gì làm ra tiền á là tôi làm hết à. Quý, ông không cho cũng được. Vậy để tôi đi kiếm cậu Di Long. Thôi được rồi, tao sẽ đưa cho mày số tiền. Cảm ơn cậu. Nhưng nên nhớ, đây là lần cuối cùng, với một điều kiện. Điều kiện gì? Trời khỏi Sài Gòn và vĩnh viễn biến khỏi mắt tao. Ông hào phóng như vậy thì em Út nó mới nhờ được chứ. Gì đây vậy? Anh lại âm mưu gì nữa hả? Anh rình mò cái gì nhà tôi nữa vậy? Tại sao anh không buông tha cho mọi người đi? Trước kia em là người tin tưởng anh nhất, nhưng bây giờ em lại không tin anh. Em hãy tin anh đi. Tôi không muốn nghe những gì anh nói nữa hết. Và tôi yêu cầu anh từ nay trở đi đừng bao giờ bén mảng đến nhà của tôi nữa. Anh biết bây giờ có nói gì em cũng không tin anh đâu. Anh sẽ giải thích sau. Chú Ất. Vậy hả? Cậu lại sao biết tôi? Chú có phải bạn thân của ba Thành ở Long Xuyên không? Tôi tên Ất thiệt, nhưng tôi cũng ở Long Xuyên. Tôi càng không biết ba Thành là ai. Chú, con là Duy Long, con trai của ba Thành. Con nghe bác hai con kể chú là bạn thân của cha con. Chú giúp con đi chú. Chú có biết gì vụ án của cha con? Cha con có phải chết oan không? Và chú có biết hung thủ là ai không? Hỏi gì tùm lum. Tôi biết gì đâu mà trả lời. Cho dù á tôi là bạn của cha cậu đi chăng nữa thì cái chết của cha cậu sao tôi biết được. Thôi cậu đi hỏi người khác đi. Chú khó khăn lắm con mới tìm được chú. Với lại con hỏi nhiều người rồi nhưng không ai biết hết á. Vừa rồi con thấy chú nói chuyện với ông Thức, mà hình như có vẻ là chú đang tống tiền hay sao á. Cho nên con nghĩ chú có liên quan tới vụ án của cha con. Chú giúp con đi chú. Chú kể sự thật đi. Chú vừa gặp một người thôi. Không có liên quan gì hết trơn. Ông Thức, ông nợ tiền tôi gặp tôi đòi thôi. Chú nghĩ sao vậy? Ông Thức giàu như vậy, tại sao mượn tiền chú được? Chú, nếu chú cần tiền con sẽ đưa tiền cho chú. Chú làm ơn giúp con đi. Nói là sự thật đi chú. Chú gặp một người thôi nha chú. Chú gặp một người đó là sự thật đó chú. Thôi bây giờ tôi có việc tôi phải đi. Chú, vậy thì ngày mai mình hẹn nhau 8 giờ ở quán cà phê Hoa Hồng đầu đường nha chú. Được. Chú nhớ nha chú. Duy Long, từ nãy giờ ngồi cũng đã lâu rồi. Con định hẹn má gặp người nào vậy? Không lẽ người đàn ông nó gạt mình ta?
người nào? À không, mà nè, bà có biết ai tên đó không? Má không biết. Ông ta biết cha tôi bị ông Thức giết. Coi chừng là con bị gạt rồi đó. Vậy bà phải đọc cuốn nhật ký của ông Phi. Trong đây á có ghi rõ tội lỗi của ông Lâm nè, chi tiết và cụ thể, cho nên ông ta không thể tưởng tượng ra được. Lòng còn lại như vậy nữa rồi. Nói qua nói lại nói lòng vòng, con cũng nhắm vào giường của con là sao vậy Long? Thì bà đừng có nói, bà cứ đọc đi. Má không đọc. Bà, cho dù má chỉ là phận đàn bà, chỉ quẩn quanh trong bếp, nhưng má hiểu, muốn buộc tội cho ai thì phải có chứng cứ. Còn quyển nhật ký này, con nhìn đi, ai cũng có thể làm giả được mà. Giống như chuyện hôm nay, còn muốn má gặp một ai đó, nhưng rốt cuộc ông ta có đến không? Má thấy thật không công bằng. Bà nói không công bằng. Không công bằng với ai? Không công bằng với giường của con. Bà, má nói không đúng sao? Con nghĩ lại đi, giường của con lúc nào cũng muốn gia đình của mình hòa thuận. Ông ấy luôn nói tốt, ông ấy luôn thương con, thậm chí ông ấy xin lỗi trước mặt con. Còn con luôn nghĩ xấu cho ông ấy, con dồn ông ấy vào đường cùng. Con làm như vậy, con thấy có được không hả Long? Bà lúc nào chẳng minh ông ta. Má không minh, mà má chỉ nói những lời thật lòng của má. Má thương con, má càng thương con. Má thấy con như vậy má bất lực lắm. Con coi lại con đi, hận thù đã biến con trở thành một con người khác, không còn là con nữa Long mà. Bà không tin tôi, chứng tỏ là bà không thương tôi, cho nên bà không cần phải nói những lời như vậy đâu. Má không muốn đôi co với con nữa. Má chỉ muốn là con biết một điều, kể từ nay về sau, nếu như con còn tới nói những lời không tốt về dưỡng con nữa thì má sẽ... Trên đoạn tuyệt tôi à? Má không hề muốn như vậy. Má xin con, con cho má một thời gian để má trấn tĩnh lại mọi chuyện. Má mệt mỏi quá rồi.